Lời đầu tiên, Châu Nguyễn xin gửi lời chúc lời chúc mừng năm mới tới tất cả các quý vị trong năm 2024. Chào mừng năm mới 2024, chào mừng năm mới Giáp Thìn 2024, và xin gửi lời chúc tới tất cả các quý vị chúng ta, tất cả anh chị em chúng ta, một năm mới 2024 chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe, sự bình an, và đặc biệt hơn chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công. Một năm mới phát tài phát lộc, một năm mới giữ thật nhiều tài sản, một năm mới thịnh vượng, và giúp cho chính đời con, đời cháu của mình và chính bản thân chúng ta có cơ hội thay đổi được chất lượng tài chính của mình và có trong tay những tài sản giá trị nhất, để chúng ta có thể bứt phá tài chính của mình trong một vài năm tới, để năm nào chúng ta cũng sẽ là những cái Tết tuyệt vời nhất và ngày nào cũng vui như Tết đâu anh chị. Và Vương Nguyễn rất là hạnh phúc khi ngày đầu năm mới của năm 2024 có cơ hội giao lưu cùng với tất cả quý cô chú anh chị chúng ta trong ngày đầu xuân năm mới này, và chúc cho tất cả chúng ta, đặc biệt những anh chị nào chúng ta đã là cổ đông của tập đoàn công nghệ Unikai, anh chị nào chưa là cổ đông thì chúng ta sắp tới là cổ đông thì chúng ta cũng sẽ có một năm thịnh vượng cùng với Unikai, đúng không ạ? Ngày hôm nay là ngày đầu năm, đúng không ạ? Từ sáng giờ thì chắc chắn là tất cả mọi người chúng ta cũng dành những khoảng thời gian để đi chúc Tết cũng như là thăm hỏi ông bà, cha mẹ của mình, đúng không ạ? Và chắc chắn là có những cuộc vui, có những lời chúc rất là tốt đẹp dành tặng cho nhau. Và Vui Nguyễn cũng thế, mình mới về tới nhà được khoảng gần tiếng thôi. Nhưng rất là muốn một ngày đầu năm có thể giao lưu cùng anh chị một chút những cái điều gì đó để chúng ta có một năm 2024 chúng ta thịnh vượng hơn, được không ạ? Chúng ta thịnh vượng hơn. Những người chưa có tài sản chúng ta sẽ có tài sản. Những người chúng ta đã có tài sản rồi chúng ta sẽ sở được nhiều tài sản hơn. Những người là chúng ta đã có tài sản, chúng ta còn giúp cho được những người thân bạn bè của mình cũng có tài sản, được không anh chị? Và em xin gửi lời chào, lời chúc tới anh Nguyễn Tùng, chị Nguyễn Mỹ, anh Bá Quân, Nguyễn Tài. Một năm 2024 thịnh vượng, phát tài, phát lộc. Anh chị có thể chúng ta cùng comment và gửi những lời chúc tốt đẹp tới nhau, dành tặng cho nhau trong năm 2024 này, được không ạ? Em xin chào chị Nguyễn Oanh, chúc chị một năm 2024 thành công, thịnh vượng và đặc biệt là sở hữu thật nhiều tài sản. Xin chào Thắm, xin chào chị Mai Linh, xin chào anh Xuân Toàn. Chúc tất cả mọi người một năm mới tuyệt vời nhất, đúng không ạ? Anh chị có thể comment nhé, chúng ta có thể comment và giao lưu và gửi lời chúc mừng năm mới tới nhau. Anh Long Bảo 88 Vĩnh Phúc, chúc mừng năm mới 2024. Vâng, em xin chúc anh Long Bảo một năm mới 2024 thịnh vượng, thành công và nắm giữ được thật nhiều tài sản. Em nhìn thấy con tàu Unikai rồi. Em xin chào anh Nguyễn Tùng, chúc mừng năm mới, chúc em nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chị Nguyễn Oanh, chúc em và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Em cảm ơn chị Nguyễn Oanh. Chúc anh Nguyễn Tùng và chị Nguyễn Oanh một năm 2024 sẽ có được nhiều những thành công, đạt được những cái mục tiêu mà mình đã đề ra trong năm 2024 này và hoàn thành xuất sắc, đặc biệt hơn là một năm phát tài phát lộc, đúng không ạ? Một năm chắc chắn sẽ có rất nhiều thành công trong những lĩnh vực và công việc mà mình đang làm, đúng không ạ? Anh Trần Văn Hiếu, chúc em cùng mọi người đầy tình yêu thương. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Nguyễn Xuân Toàn, chúc em năm mới sở hữu thêm nhiều triệu cổ phần của UST. Cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả mọi người. Thật sự là em cũng rất là mong muốn ngày đầu năm mới này chúng ta có thể gửi những lời chúc trân trọng cho nhau nhất, đúng không ạ? Đối với các cổ đông Unikai, chúng ta không chỉ đơn giản ngày đầu năm, lúc nào chúng ta cũng có thể chúc nhau, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta hiểu được những cái giá trị của cái việc chúc cho nhau những cái sự tốt đẹp nhất. Và khi mà chúng ta luôn trong những cái trong tư tưởng, trong tâm trí của mình có những lời chúc đẹp, lời chúc tốt đẹp, và chúng ta sẽ tìm mọi cách để thực hiện những cái mục tiêu của mình, đó anh chị. Anh chị có thể giúp Vui Nguyễn share cái buổi livestream nhé. Có thể đầu năm nay chúng ta sẽ giao lưu với nhau tầm khoảng 15 cho tới 30 phút thôi, đúng không anh chị?
những cái giá trị, những cái việc mình nên làm trong năm 2024 này, để lần sau 2024 chúng ta sẽ có một năm thịnh vượng, một năm đại thắng, một năm sở thật nhiều tài sản. Và trong năm 2025 và những năm tiếp theo thì chúng ta sẽ có được nhiều những cái giá trị tài sản hơn nữa, và chúng ta sẽ có được những cái dòng tiền để Tết. Chúng ta sẽ có cái Tết bánh chưng không chỉ đơn giản là nhân thịt nữa, mà nó còn là nhân vàng, nhân kim cương đúng không anh chị? Anh chị nghe nhạc hay không ạ? Em vui sẽ share cái buổi live stream nhá, để làm sao mà sẽ mời mọi người chúng ta cùng giao lưu với nhau. Bởi vì ngày đầu năm mới em vui nghĩ rằng chúng ta sẽ rất là rảnh đấy anh chị. Chúng ta sẽ rất là rảnh. Nhưng nếu như chúng ta có cơ hội được gặp gỡ nhau, bởi vì bình thường ngày đầu năm thì chúng ta sẽ ít đi đến nhà người lạ hơn đúng không ạ? Đa phần chúng ta sẽ hội tụ tại gia đình ông bà, cha mẹ của mình, và chúng ta có những bữa tiệc đầu năm, có những lời chúc xuân gửi tới ông bà, bố mẹ, những đấng sinh thành đã sinh ra chúng ta, và chúng ta luôn cảm ơn và biết ơn tới những con người đấy. Và khi mà chúng ta có được cái sự biết ơn là chúng ta đã nắm trong tay một cái thứ vũ khí mà sẽ giúp chúng ta có thể đạt được nhiều những cái mục tiêu cao hơn. Bởi vì thực sự những người biết ơn, chúng ta biết đến cái việc biết ơn những con người mà đã sinh ra mình, những người đã giúp đỡ mình, thì em vui tin chắc chắn rằng chúng ta sẽ đều thành công, và thậm chí là thành công rất là đỉnh cao lên anh chị ạ. Em xin chào anh Ngô Mạnh Tiến, xin chào anh Quy Hoàng, xin chào anh Lượng Hoàng, xin chào anh Đinh Ngọc Lanh, xin chào chị Dương Nghị Phong, chúc em mạnh khỏe, may mắn, bình an, cảm ơn chị. Anh Bá Quân, nhân dịp đầu năm mới, chúc em và gia đình an khang, sự nghiệp luôn thăng tiến, phú quý và giàu sang. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em vui sẽ share cái buổi live stream nhé, anh chị chờ em một xíu, khoảng 1 phút thôi. Đó, chúng ta có thể comment và gửi những cái lời chúc cho những người thân bạn, cho những anh chị em trên Facebook này. Đó. Bởi vì thậm chí là chúng ta giao lưu với mọi người trên Facebook nhiều hơn đúng không ạ? Có những người mà hôm nay em vui đang sử dụng máy tính ấy chị ạ. Em sẽ đọc comment đấy anh chị nhá. Em xin chào anh Nguyễn Văn Nhâm, xin chào anh Dũng Đăng. Chào mừng mọi người, năm 2024 mọi người có gì mới không ạ? Bước sang năm mới rồi, tất cả chúng ta đều thêm một tuổi đấy anh chị. Có nghĩa là chúng ta sẽ già đi đúng không anh chị? Nhưng vui rất là mong muốn là khi mà chúng ta thêm tuổi rồi nhưng chúng ta vẫn trẻ như xưa đúng không anh chị? Nhưng mà để mà chúng ta có thể trẻ, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn trẻ, luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn đẹp trai, xinh gái, thì chúng ta cần phải có những cái tài sản. Hay là chỉ đơn giản là chúng ta sẽ ít sử dụng cái sức lao động của mình hơn, thì chúng ta sẽ trẻ nhanh hơn, trẻ ra anh chị. Bởi vì đa phần là mọi người rất là vất vả trong cái công việc đó, là chúng ta sử dụng cái sức khỏe, sức lao động của mình. Và theo thời gian thì càng ngày chúng ta lại càng già đi và càng yếu đi đúng không anh chị? Và em vui rất là mong muốn là trong năm 2024 này, với bản thân cá nhân của em, sẽ có những cái mục tiêu lớn, rất lớn, không chỉ cho cá nhân của mình và còn cho cộng đồng. Đó là mình sẽ xây dựng cho tất cả mọi người biết đến cái lĩnh vực về đầu tư, và biết tới cái cơ hội và sở hữu những tài sản, để chúng ta không chỉ đơn giản là chúng ta sử dụng sức lao động của mình để kiếm tiền nữa, mà chúng ta còn có thể sử dụng sức lao động của mình, có thể sử dụng cái số tiền chúng ta kiếm được từ sức lao động của mình, chúng ta nắm giữ tài sản, và chúng ta tạo ra dòng tiền bền vững, để khi nào chúng ta không thích làm việc nữa thì chúng ta vẫn có thể tự tin, tự do và thoải mái trong cái cuộc sống của mình, mà mình không có cần phải lo lắng và đau đầu nữa đối với anh chị. Và vui nguyện rất là mong muốn là 2024 này chúng ta tất cả mọi người, bây giờ năm mới rồi và một vài năm nữa thôi là công nghệ nó sẽ đi đầu về xu hướng, và công nghệ sẽ rất là phát triển, và nếu như chúng ta không thay đổi thì chúng ta sẽ bị bỏ lại ở phía sau đối với anh chị. Lúc đấy thì sẽ có một tầng lớp giàu lên,
một tầng lớp thì vẫn mãi như thế. Và cái số lượng người giàu lên thì rất ít, nhưng số lượng người trưởng thành và nghèo đi thì rất là nhiều. Vậy thì 2024 này anh chị có là mục tiêu gì cho mình không? Với bản thân cá nhân kiếm vui thì em vui nghĩ rằng là anh chị nên đặt cho mình cái mục tiêu để chúng ta tìm hiểu, tìm kiếm một cái kênh gì đó anh chị ạ, kênh gì đó hay là một lĩnh vực về đầu tư anh chị có thể nghiên cứu tìm hiểu kỹ hơn, để trước mắt là anh chị sẽ hiểu về đầu tư là gì đã. Cái thứ hai là anh chị cần phải tìm hiểu về tài sản. Bởi vì khi chúng ta hiểu được tài sản và chúng ta hiểu được cái sức mạnh và tầm quan trọng của việc nắm giữ tài sản ấy, thì anh chị mới đặt cho mình cái mục tiêu để mình sở hữu tài sản, để mình có thể thịnh vượng và tự do về tài chính được. Em xin chào anh Nguyễn Thanh Phước, xin chào anh Bình Nguyễn, xin chào anh Đình Hồng, xin chào chị Hương Hoàng, xin chào em Diệp Nguyễn, xin chào anh Bùi Văn Sơn, xin chào anh Nguyễn Văn Nhâm, xin chào anh Dũng Đăng, chào anh Đinh Ngọc Lanh. Năm nay thì chúng ta sẽ nói một chút về những cái thông tin, hay là một chút những cái điều mà chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc đối với bản thân em vui, cũng như là quý nhà đầu tư vào tập đoàn công nghệ Unikai, đúng không ạ? Chúng ta đang là những cổ đông, chúng ta đang sở hữu cho mình những cái tài sản, và cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi được lan tỏa và chia sẻ những cái giá trị này trong suốt những khoảng thời gian dần qua và trong suốt một vài năm qua, đúng không ạ? Và trong năm 2024 này thì chúng ta cùng nói chuyện và cùng nhắc nhở nhau một vài cái điều để chúng ta có thể hoàn thành xuất sắc những cái mục tiêu của mình, và chúng ta có thể thành công lớn hơn nữa đối với việc chúng ta sở hữu được tài sản, đó là cổ phần của doanh nghiệp Unikai. Với cá nhân của em vui hay là một số nhà đầu tư, một số anh chị chúng ta đang theo dõi cái buổi live stream của Vui Nguyễn, thì chúng ta cũng đang là một trong số nhà đồng sở hữu công nghệ Unikai. Và rất là may mắn là chúng ta đã hiểu được những giá trị của việc đầu tư, và chúng ta đã đầu tư từ vài năm nay rồi, hay có những nhà đầu tư là một vài năm trở lại đây là chúng ta đã bắt đầu biết đến đầu tư và bắt đầu sở hữu cho mình những cái tài sản. Và bản thân em vui thì đã sở hữu cho mình tài sản từ những năm 2020 rồi. Và có thể một vài năm trước thì em vui chưa có nói nhiều và chia sẻ trực tiếp như thế này, nhưng mà từ năm 2023 khi mà bản thân cá nhân của em vui đặt chân sang bên trung tâm thử nghiệm ở tại Sala UAE, và từ thời điểm đấy thì Vui Nguyễn bắt đầu live stream và có cho mình những cái thông tin chuẩn nhất, chính xác nhất và giá trị nhất, nên là Vui Nguyễn luôn mong muốn mỗi cái buổi mình phát sóng, mỗi cái buổi mình chia sẻ là mình sẽ lan tỏa trực tiếp và nói chuyện trực tiếp với anh chị chúng ta thông qua màn hình điện thoại, đúng không ạ? Để chúng ta có thể nhìn thấy nhau, chúng ta có thể nhìn thấy người thật, việc thật, nhìn thấy nhau, chúng ta cảm nhận được ánh mắt, nụ cười, thần thái, và cái điều mà em vui muốn truyền đạt cho anh chị đó, để anh chị tự hiểu rằng là những cái điều mà em đang chia sẻ anh chị nó có thực sự là giúp anh chị nó tốt hơn hay không, nó có thực sự là giúp anh chị có cơ hội để chúng ta trở nên thành công hay không, nó có thể giúp cho anh chị sở hữu được tài sản và giúp anh chị tạo ra dòng tiền và gia tăng cái giá trị tài sản cho anh chị hay không. Thì em vui nghĩ rằng là nếu anh chị theo dõi, anh chị cũng sẽ tự cảm nhận được những cái nguồn năng lượng mà em vui lan tỏa và chia sẻ đến cho anh chị đó. Có rất là nhiều anh chị mà em vui hỗ trợ đầu tư thì họ bảo rằng là thực sự nếu như bảo là gặp em ở ngoài hay là nói chuyện với em nhiều thì chưa đâu, nhưng mà thực sự anh theo dõi những buổi chia sẻ của em thì anh cảm thấy rằng là thực sự em chia sẻ những cái giá trị nó quá là thực tế, và anh rất là mong muốn đồng hành cùng với nhà sáng lập của công nghệ Unikai và cùng chung tay góp sức và trở thành cổ đông góp vốn cho doanh nghiệp này, để chúng ta không chỉ đơn giản là chúng ta làm từ thiện một cách đỉnh cao, mà chúng ta còn nắm trong tay những cái tài sản giá trị để làm sao mà đời con đời cháu sẽ thịnh vượng đó, thịnh vượng nhiều đời anh chị. Và em cũng cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì mọi người đã luôn tin tưởng ủng hộ mình,
Và qua đây thì em Vui cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả. Cảm ơn điều được cảm ơn đầu tiên đó là cái người mà giúp em Vui chia sẻ biết đến cơ hội này, đúng không ạ? Luôn luôn trân trọng và biết ơn đến những người mà đã chia sẻ và lan tỏa cho mình cái cơ hội này, cho mình biết tới cái giá trị của việc đầu tư, cũng như là cảm ơn tất cả các quý vị, những nhà đầu tư đã luôn luôn ủng hộ Vui Nguyễn, theo dõi những cái buổi chia sẻ của Vui Nguyễn trong suốt thời gian qua, và đặc biệt là những anh chị mà đã tin tưởng để Vui Nguyễn có thể đồng hành và hỗ trợ anh chị chúng ta nắm giữ được cổ phần của doanh nghiệp này. Vui cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì mỗi một nhà đầu tư Vui được hỗ trợ là một niềm vinh dự, một niềm may mắn và một niềm hạnh phúc của em Vui. Đó, giúp cho mọi người nắm giữ tài sản là giúp cho một gia đình nào đó chúng ta thoát khỏi khó khăn về tài chính, và giúp cho một gia đình nào đó chúng ta chuẩn bị có cơ hội nhận được sự thịnh vượng về tài chính của mình. Còn những ai mà em Vui chưa hỗ trợ được anh chị thì cảm thấy em Vui vẫn cảm thấy mình vẫn còn thiếu một điều gì đó. Vẫn chưa có thể nói rõ được cho anh chị để anh chị có thể đồng hành và nắm giữ cổ phần Linh Tai. Và em Vui nghĩ rằng là trong năm 2024 này mình sẽ cần phải có những cái mục tiêu, có những cái sự chia sẻ làm sao mà để giúp cho chúng ta chị 10 người thì 9 người chúng ta sẽ hiểu được cái giá trị, đúng không ạ? Tất nhiên đấy sẽ là một cái gì đó, một cái mục tiêu gì đó, một cái xác suất thống kê nó quá là cao, nhưng em Vui vẫn hy vọng mình có thể làm được cái điều đó và giúp cho anh chị chúng ta hiểu ra cái giá trị của việc đầu tư và nắm giữ tài sản. Anh chị ạ, năm mới rồi, năm cũ đã qua, coi như là tất cả những gì chúng ta đã làm trong thời gian qua, trong năm cũ hay là từ trước, từ thời gian đấy trước, chúng ta hãy xé nhát đi. Tức là chúng ta có những cái thất vọng, có những cái thất bại trong cái công cuộc làm ăn kinh tế hay đầu tư, thì chúng ta hãy gạt qua một bên anh chị. 2024 chúng ta hãy bắt đầu làm lại và phát triển lại anh chị. Những người chúng ta đã làm tốt rồi thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một lĩnh vực mới. Những người chúng ta chưa làm tốt hay chúng ta đã bị thất bại, đã bị mất tiền khi mà chúng ta bị những cái người trên mạng lừa đảo anh chị, hay là lừa gạt anh chị và anh chị bị mất tiền vào các sân sàn tài chính ấy, thì em Vui nghĩ rằng là chúng ta hãy gạt qua một bên. Bởi vì thực sự anh chị biết không ạ, cuộc đời của chúng ta, anh chị hình dung nó giống như các bộ game anh chị, nó giống như các game ấy. Mình chơi game này không được thì mình chơi game khác anh chị, chứ mình không thể chơi game đấy thất bại thì mình nghĩ rằng là mình chơi game nào mình cũng thất bại được, đúng không ạ? Nó giống như một trận game thôi anh chị, mình chơi thất bại thì mình chơi trận khác, đúng không ạ? Cái quan trọng là khi mình đã chơi thua rồi thì mình phải biết rằng là vì sao mình lại thua, vì sao mình lại bị mất tiền, vì sao mình lại không kiếm được tiền với anh chị. Vậy thì trong năm 2024 này, cái game ở đây em Vui muốn nói là một cái giá trị thực sự về tài sản, đó là đầu tư. Hay chỉ đơn ngày trước anh chị, chúng ta đang làm công việc gì đó cũng chỉ là một cái game thôi anh chị, đúng không ạ? Chúng ta đã chơi một cái game cuộc đời khá lâu rồi. Với cái game đấy thì chúng ta tạo ra cái mức thu nhập là quá là thấp, và nó sẽ không thể giúp chúng ta có thể thịnh vượng về tài chính và tự do về tài chính được, đúng không ạ? Không thể giúp chúng ta, cái game đó nó không thể giúp chúng ta tự do về tài chính, tự do về thời gian được. Nhưng trong năm 2024 này, anh chị hãy thử một lần thay đổi cái chiến lược của mình đi anh chị. Tức là chúng ta không phải bỏ việc đâu, anh chị vẫn cứ làm tốt cái công việc của mình, và những cái khoản thu nhập của anh chị về hãy tích lũy ra khoảng 10-20% cái thu nhập của mình mỗi tháng, và chúng ta đem đi đầu tư. Đầu tư là phải đầu tư vào giá trị là tài sản, ở trong đó có vàng, có bất động sản, có cổ phần doanh nghiệp. Và cá nhân em Vui thì đang lựa chọn lĩnh vực đầu tư cổ phần doanh nghiệp anh chị ạ. Đó. Và khi anh chị đầu tư ấy, anh chị sẽ thấy rằng là sau này cái sức bật của cái số tiền anh chị từ một số vốn nhỏ nó có thể tăng nhanh hơn rất nhiều lần so với cái sức tưởng tượng của anh chị luôn. Nếu chúng ta đi làm một tháng lương 10 triệu mà chúng ta đòi tăng lên đến 12 triệu thì ít nhất chúng ta cũng sẽ mất tầm khoảng 1 đến 2 năm để chúng ta đạt được cái điều đấy. Nhưng đối với đầu tư hoàn toàn là với cái số vốn 6 triệu, 12 triệu hay là 25 triệu chẳng hạn, hay là nhiều hơn nữa,
thì anh chị hoàn toàn có thể tạo ra những tài sản vài trăm triệu, vài tỷ, vài chục tỷ và vài nghìn tỷ. Điều này nó sẽ là một cái điều gì đó nghe là không quen đối với những người chúng ta chưa chạm tay tới đến cái mốc này anh chị. Chúng ta chưa chạm tay tới những cái lĩnh vực này. Nhưng hãy tin em đi, bởi vì khi anh chị trải nghiệm, khi anh chị nắm giữ tài sản, anh chị sẽ hiểu được cái sức bật của việc đầu tư và nắm giữ tài sản đấy anh chị. Cá nhân em Vui thì đã tìm hiểu và đầu tư vào doanh nghiệp suốt từ 2020. Đến bây giờ thì bản thân em vẫn lựa chọn duy nhất vào tập đoàn công nghệ UST. Và trong năm 2024 này, có một số lời nhắn nhủ tới tất cả anh chị chúng ta. Đó là đối với cổ phần của doanh nghiệp UST, chắc chắn là anh chị chúng ta đã theo dõi Vui Nguyễn trong suốt thời gian qua rồi. Có một số anh chị là người mới thì tiết lộ anh chị đấy là một cái cơ hội để anh chị chúng ta có thể nắm giữ và sở cổ phần. Còn với những anh chị đã theo dõi Vui Nguyễn trong suốt thời gian qua thì đây là cơ hội ngàn vàng. Đây là một cơ hội trăm năm mới có một lần. Và đầu năm mới em Vui sẽ gửi tặng anh chị gọi là lì xì anh chị một cơ hội làm giàu, một cơ hội để giúp anh chị chúng ta có thể bứt phá và tự do về tài chính. Lì xì anh chị một cơ hội để trong năm 2025 chúng ta sẽ có khoản cổ tức đầu tiên. Và lì xì anh chị một cơ hội để một vài năm nữa anh chị chúng ta có được cái tài sản tăng trưởng đột phá rất là lớn trong tương lai gần thôi. Nó sẽ rơi vào khoảng vài năm nữa khi mà cổ phần của doanh nghiệp IPO lên sàn. Thì ở Việt Nam chúng ta chắc chắn sẽ có rất là nhiều người giàu lên từ số vốn rất là nhỏ. Và có rất là nhiều người trở thành triệu phú, tỷ phú nhờ cái việc nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp UST. Và đầu năm không cho anh chị tiền, cũng không lì xí anh chị tiền, nhưng sẽ lì xì anh chị một cơ hội đó, một cơ hội rất lớn, một cơ hội gọi là trăm năm mới có một lần, một cơ hội mà 2024 là năm cuối cùng để chúng ta có thể gom và sở cái tài sản giá trị này, một cơ hội mà với chỉ 50 đô, 250 đô, 500 đô, 1000 đô anh chị đã có cơ hội được nắm giữ và sở tài sản giá trị như thế này. Nếu như những cái số tiền nhỏ như thế, anh chị mua đất mua vàng không có đắng, không có suy nhê là bao nhiêu cả, nhưng anh chị sở cổ phần thì sao ạ? Anh chị có được cái giá trị tài sản rất lớn. Và lì xì cái món quà này nó sẽ giúp anh chị tạo ra dòng tiền bền vững anh chị. Bởi vì anh chị hình dung là cho chúng ta tiền thì chúng ta tiêu cũng sẽ hết thôi, nhưng cho anh chị một cơ hội giá trị, anh chị đầu tư ít hay nhiều, một số vốn nhỏ thôi, nhưng sau này chúng ta sẽ có cơ hội tạo ra một cái giá trị tài sản rất lớn. Đó, lúc đấy thì năm nào hầu như anh chị cũng có dòng tiền thu nhập thụ động đến từ cổ tức. Và đấy là món quà lì xì lớn nhất anh chị ạ. Đó, tức là chúng ta không có cần phải mong là người ta cho chúng ta tiền tỷ hay là tiền vài trăm triệu hay là vài triệu. Chúng ta hãy nhận lấy cơ hội đi. Bởi vì cơ hội nó sẽ giúp cho chúng ta thực sự thịnh vượng về tài chính. Điều này nó thật sự là em Vui chia sẻ nó rất là chính xác luôn anh chị nhá. Bởi vì tất cả những người giàu, người ta giàu lên ấy, là người ta may mắn, người ta biết và nắm bắt được một cơ hội nào đó, đúng không ạ? Những ông mà có dòng tiền thu nhập thụ động, một là người ta có bất động sản cho thuê, hai là người ta nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp nào đó để người ta nhận cổ tức, chứ không phải là tiền nó từ trên trời rơi xuống đâu, đúng không anh chị? Đó. Vậy thì 2024 đầu năm Vui Nguyễn cũng nhắn nhủ và gửi gắm tới anh chị chúng ta. Chúng ta hãy tìm hiểu về lĩnh vực đầu tư và hãy tìm hiểu về cơ hội đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp, bởi vì số vốn nó không quá lớn. Và tiết lộ cho anh chị một điều rằng đó là trong năm 2025 thì chúng ta sẽ chuẩn bị những cái pháp lý về tài chính để tiến hành chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư. Và đây là phát ngôn của nhà sáng lập. Và đối với cơ hội UST thì đến bây giờ là một trong số doanh nghiệp rất chính xác, có thật. Và khi anh chị đầu tư vào thì đây là một trong số cơ hội rủi ro thấp này dành cho những ai sợ mất tiền nhưng vẫn thích thắng lớn, đúng không ạ? Sợ mất tiền nhưng vẫn muốn an toàn và muốn thắng lớn thì xin gửi tặng tới anh chị cơ hội đầu tư góp vốn vào Unica như thế, để anh chị chúng ta có thể cùng với nhau chúng ta xây dựng một cuộc sống thịnh vượng tài chính, chứ không phải cá nhân của một người nào đó anh chị.
đúng không? Nếu như cá nhân một người nào đó thì khi anh chị giàu lên thì chỉ có anh chị làm bạn với anh chị thôi. Nhưng xung quanh chúng ta cũng có người giàu lên giống như chúng ta, chúng ta có được những tài sản, chúng ta cùng đẳng cấp với nhau, chúng ta chơi với nhau nó sẽ vui vẻ hơn, nó sẽ thoải mái hơn, đúng không ạ? Giống như bây giờ anh chị có tiền tỷ trong tay mà anh chị chơi với người có tiền trăm hay là tiền triệu trong tay thì để mà rủ nhau một chuyến đi Dubai rất là khó đó anh chị, đúng không ạ? Ít nhất là mình sẽ không thể rủ cái người có tiền triệu đi được, bởi vì họ không đủ tiền để đi, đúng không ạ? Còn mình rủ những cái người mà cùng đẳng cấp với mình thì hầu như là rất ít, đúng không ạ? Thế thì mình đi chơi một mình cũng buồn mà, đúng không ạ? Vậy thì câu chuyện đây đó là chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ và lan tỏa cái giá trị này cho nhau. Bởi vì những người giàu là những cái người mà khi mà họ mất đi rồi, khi mà họ đã rất thất thành công rồi, nhưng những cái giá trị họ để lại cho đời vẫn còn đó. Những cuốn sách, những trang sách, những video, những kiến thức, những thông tin giá trị người ta vẫn để lại. Và đấy những bí quyết thành công, công thức thành công. Và thực sự em vui thay đổi từ những cuốn sách anh chị. Nếu như không có những cuốn sách của những tỷ phú, triệu phú trên thế giới thì chắc chắn là sẽ không có Vui Nguyễn với tư duy không chỉ đơn giản là đi làm để kiếm tiền nữa, mà tư duy là mình phải làm giàu, mình phải thành công. Có một cái cuốn sách rất hay của một anh ở tại Việt Nam, nó anh Phạm Tuấn Sơn anh chị, với cuốn sách đó là Dám Làm Giàu anh chị. Dám làm giàu, đó là chúng ta phải dám các anh chị nhé. Còn làm giàu nó sẽ không dành cho những người không dám đâu. Nếu chúng ta không dám thì chúng ta sẽ không dám làm bất kỳ một điều gì cả. Vậy thì 2024 đầu năm, ngày đầu năm thì Vui cũng không muốn nói quá nhiều và cũng không muốn phân tích quá sâu về công nghệ Unikai. Bởi vì đầu năm chúng ta sẽ gọi là chúng ta nói sơ qua một chút thôi. Đó, chúng ta vui vẻ với nhau sơ qua một chút thôi. Chúng ta dành tặng cho nhau cái món quà lì xì đầu năm. Và chúc cho tất cả anh chị chúng ta có thể nhận được cái món quà lì xì đầu năm này. Với gói đầu tư 1.000 đô, 25 triệu đồng ạ. Anh chị hoàn toàn có cơ hội sở hữu gấp 3 lần. Tức là anh chị sẽ sở hữu được 80.000 cổ phần với giá trị tài sản là 80.000 đô. Đó, bình thường 1.000 đô chúng ta chỉ được có 25.000 cổ phần thôi. Nhưng bây giờ 1.000 đô chúng ta được gấp hơn 3 lần. Và đây là một món quà lì xì rất lớn và Vui Nguyễn muốn gửi tặng cho anh chị chúng ta. Thay vì tài sản được 25.000 đô thôi, anh chị sẽ có cơ hội nhận được tài sản lên tới 80.000 đô. Và cái chương trình này, chương trình lì xì này thì sẽ được kết thúc vào cuối tháng này. Tức là vẫn còn thời gian để anh chị chúng ta có thể nghiên cứu và có thể là đầu tư và có thể là nắm giữ và tận dụng cái chương trình lì xì này anh chị nhé. Em xin chào anh Đình Ký Nguyễn, xin chào cô, xin chào tỷ phú Huyền Diệu, xin chào chị Ngọc Mai, anh Vũ Ngọc Quyết. Chúc em vui và gia đình năm mới nhiều sức khỏe và sự như ý. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Em xin chào anh Dũng Vũ, chị Ngọc Mai, chúc mừng năm mới em Vui Nguyễn và anh chị em của Đông ST. Em cảm ơn chị Ngọc Mai, chúc chị Ngọc Mai và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới phát tài phát lộc và sở hữu thật nhiều tài sản. Anh Đức Cao, năm mới chúc em vui luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và thành công. Em cảm ơn anh Đức Cao rất là nhiều. Chúc anh một năm mới thịnh vượng, một năm mới gọi là hãy ra quyết định sở hữu tài sản đi anh Đức Cao ạ. Bởi vì anh đã đợi chờ quá lâu rồi. Em biết anh đã từng bị mất tiền trong một số cái sân sàn tài chính. Bởi vì thời điểm đó anh chưa có kiến thức và anh gặp chưa đúng người, đúng không ạ? Và cái người giúp đỡ anh thì họ cũng chưa có hiểu được cái giá trị về tài sản. Nhưng khi anh đã gặp được em rồi đó, thì anh hãy sở hữu tài sản đi. Em biết anh đã tìm hiểu và xem thông tin rất là nhiều trong thời gian qua rồi. Nhưng đến bây giờ có anh là người duy nhất mà anh vẫn còn lăn tăn với cái cơ hội làm giàu như thế. Và đầu năm mới em chúc anh là hãy sở hữu tài sản cho mình. Đừng chờ đợi nữa. Anh chờ là sau này sẽ phải hối hận. Đó. Em xin chào anh Dũng Vũ. Anh chúc em một năm mới mạnh khỏe, phát tài, phát lộc, an lành. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh Dũng một năm 2024 anh sẽ cán mốc sở hữu 1 triệu cổ phần nhé. Hãy sở hữu 1 triệu cổ phần UST để 2025 chúng ta sẽ có những khoản cổ tức đầu tiên. Và chúng ta sẽ nhận được những khoản lợi nhuận cổ tức
nó sẽ không quá thấp đúng không anh chị? Và có 1 triệu cổ phần thì chúng ta có thể thoát nghèo đúng không ạ? Tất nhiên chúng ta sở bao nhiêu cổ phần cũng được. Chúng ta đều có cơ hội chúng ta bước sang một trang mới. Nhưng tất nhiên mình sở nhiều cổ phần hơn thì mình sẽ có lợi nhiều hơn đúng không ạ? Bởi vì anh chị, nếu như anh chị nghĩ rằng là mình đồng hành cùng với doanh nghiệp để mình làm từ thiện một cách đỉnh cao ấy, thì anh chị sẽ cảm thấy nó thoải mái hơn rất là nhiều. Và khi chúng ta làm, chúng ta nghĩ như thế thì chúng ta lại có rất là nhiều tài sản. Nhưng anh chị cứ nghĩ rằng là tôi đầu tư một vài triệu, tôi được bao nhiêu cổ phần là tính mà bao nhiêu tiền, được bao nhiêu tỷ nhỉ, thì anh chị sẽ không bao giờ có thể sở được nhiều cổ phần luôn. Đó, bởi vì chúng ta chỉ tập trung vào tiền thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta tập trung vào giá trị, bởi vì nếu như anh chị tập trung vào giá trị, kể cả anh chị còn nắm giữ bao nhiêu cổ phần, anh chị sở hữu nhiều cổ phần, thì khi mà cái giá trị nó đủ lớn thì cái sự thành công của anh chị sẽ rất là lớn. Đó. Em xin chào anh Đào Văn Hùng, chào em gái cưng cổ đông ST. Em chào anh Hùng, chúc anh Hùng 2024 anh chị cán mốc đầu tiên là 5 triệu cổ phần, sau đó là 10 triệu cổ phần anh nhé. Trong năm 2024 này thì anh sẽ sở hữu thật nhiều tài sản cho chính bản thân mình. Và đặc biệt hơn là qua đây thì em vui cũng muốn nhắn nhủ tới những anh chị đã là nhà đầu tư của cổ đông Unikai, anh chị đang được em vui hỗ trợ hay một số anh chị khác hỗ trợ, thì trong năm 2024 này sẽ có rất là nhiều cạm bẫy về tài chính và mở ra để lừa tiền các anh chị. Chính vì thế mà mỗi cái quyết định của anh chị, nếu như không đúng, mỗi cái quyết định của anh chị trong năm 2024 với một cái sự mời chào của một ai đó mà nó không có chính xác thì rất có thể khả năng là anh chị sẽ bị mất tiền. Vậy thì em vui có một cái lời nhắn nhủ tới tất cả anh chị một điều rằng, đó là ở trong năm 2024 này, một ai đó mà mời cho anh chị đầu tư vào một sân sàn hay vào một doanh nghiệp hay vào một cơ hội nào đó để anh chị nhận cổ phần với gói đầu tư thấp này, hay là anh chị nhận lợi nhuận, hay là bảo toàn vốn, thì anh chị, bất kỳ một ai đó chia sẻ anh chị về một cơ hội nào đó, anh chị hãy tin tưởng em vui và hãy hỏi em vui. Bởi vì em vui sẽ không muốn anh chị bị mất tiền trong những cái lĩnh vực đấy. Đó. Nên là em vui rất mong muốn là 2024 sẽ có rất nhiều các sân sàn tài chính mở ra. Nó sẽ làm mất tiền của anh chị đấy. Bởi vì 100 doanh nghiệp, 100 sân sàn mở ra thì đa phần, từ 99% là lừa đảo anh chị. Thậm chí là 100% luôn đấy. Đó, nên là để tìm hiểu một cái cơ hội lớn, một cơ hội tốt để chúng ta đầu tư rất là khó. Và rất nhiều người bị mất tiền. Và em vui không muốn cái điều đó xảy ra nữa. 2023 có quá nhiều người bị mất tiền rồi. Và em vui không muốn cái điều đấy xảy ra trong năm 2024 nữa. Và rất là mong muốn là những nhà đầu tư em vui hỗ trợ này, những cô chú anh chị mà em vui hỗ trợ này, hay là những anh chị nào mà anh chị chúng ta được ai đó chia sẻ cho mình một cái lĩnh vực mới, một cơ hội mới mà chúng ta không có rõ ràng, thì anh chị hãy hỏi em. Đó, rất là mong muốn anh chị hỏi. Hỏi trước khi làm để chúng ta tránh bị mất tiền. Anh chị đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi đầu tư để tôi lấy ngắn nuôi dài anh chị nhé. Không có câu chuyện đấy đâu. Không có cái mùa xuân đấy luôn anh chị. Có rất nhiều người lấy ngắn nuôi dài và bị mất tiền rồi. Nên em vui không không muốn anh chị bị mất tiền nữa. Đó. Nên là trước khi mà anh chị làm cái gì hay là ai đó chia sẻ anh chị cơ hội nào, anh chị hãy hỏi em. Đó, để chúng ta cùng phân tích với nhau xem cái cơ hội đấy có đáng để chúng ta đầu tư hay không, để chúng ta không bị mất tiền anh chị. Đó. Vâng, cô Big Happy New Year Vui Nguyễn. Vâng, chúc cô một năm 2024 sẽ sở hữu thật nhiều cổ phần, cán mốc 5 triệu, 10 triệu cổ phần. Và chúc cho cô sẽ trở thành thành viên câu lạc bộ VIP và sở hữu thêm được thật nhiều tài sản của Nika nhé. Em xin chào chị Trần Thanh Bình, chúc chị 2024 sẽ sở hữu thật nhiều triệu cổ phần của Nikai, một năm mới đại thắng, phát tài phát lộc cùng với cơ hội Unikai. Em xin chào anh Vi Hiển, chào em vui xinh đẹp, năm mới chúc em thành công hơn nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều, năm mới sẽ có mong muốn là sẽ có cơ hội đồng hành cùng anh chị nhiều hơn, chịu khó hơn, livestream chăm chỉ hơn đúng không anh chị?
Chị Thanh Trần Thanh Bình, cảm ơn em yêu. Vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Xin chào anh Hoàng Quốc Nam, chúc anh Nam sang năm 2024 sở hữu thật nhiều triệu cổ phần của Nikkei anh nhé. Đó, thật ra thì ngày hôm nay thì cũng chỉ muốn chia sẻ và giao lưu một chút với anh chị như thế thôi. Chúng ta cũng không có nói chuyên sâu về một chủ đề nào đó, bởi vì ngày đầu năm thì chúng ta sẽ không có đặt nặng cái vấn đề phân tích một cái gì hết anh chị. À, anh Lê Duy đang hỏi UST là gì ạ? Anh lại ghi là út thì em lại không không hiểu. UST là một trong số những cơ hội, UST là một trong số doanh nghiệp để chúng ta có thể nắm giữ cổ phần trước khi IPO lên sàn. UST là một trong số cơ hội để anh chị có thể nắm giữ tài sản với cái giá trị tài sản với giá trị cổ phần. Tại thời điểm này anh chị đang được sở hữu cái giá cổ phần thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tại của nó. UST viết tắt là của tập đoàn công nghệ giao thông trên cao Unisky Trinh Technology, một công nghệ tập trung trong lĩnh vực về ngành giao thông vận tải và giải quyết những bài toán của nền giao thông trên toàn thế giới. Và đến bây giờ thì chúng ta đang có cơ hội được đầu tư vào đây. Và bây giờ là trong năm 2024 là năm cuối cùng thì chúng ta có thể sở hữu cổ phần. Anh Lê Duy nhé, anh Lê Duy vừa hỏi. Đó, anh chị nếu anh có muốn tìm hiểu thêm, anh chị có thể anh có thể là nhắn tin hoặc là inbox cho em Vui thì em Vui có thể hỗ trợ anh tìm hiểu kỹ hơn. Vì ngày hôm nay thì em Vui không có phân tích về cơ hội Unikai hay là cơ hội đầu tư nó sẽ như thế nào, mà chúng ta sẽ cùng giao lưu một chút với nhau như thế thôi. Anh Mai Duận An, chúc mừng năm mới cả nhà. Chúc anh Duận An năm 2024 sẽ cán mốc 10 triệu cổ phần và lan tỏa chia sẻ cái giá trị cho mọi người biết tới cơ hội Unikai nhé. Em xin chào anh Truyền Nguyễn. Chúc em vui năm mới, giúp cho nhiều người có cơ hội nắm giữ cổ phần của tập đoàn UST hơn nữa nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em cũng chúc anh trong năm 2024 một năm mới có sức khỏe, có sự bình an, và đặc biệt là chúng ta đặc biệt là anh sẽ có một năm mới phát tài, phát lộc và sở hữu thật nhiều triệu cổ phần của Nikkei. Em xin chào anh Bình Nguyễn, năm mới chúc em vui thật nhiều sức khỏe và mọi người. UST nhiều cổ phần. Đó, anh Bình Nguyễn có gửi lời lời chúc tới tất cả cổ đông UST sở hữu thật nhiều triệu cổ phần đó. Bởi vì khi có nhiều triệu cổ phần rồi thì chúng ta sẽ có nhiều triệu đô la rồi anh chị. Thật sự nếu như để anh chị bình thường anh chị đi làm công ăn lương kiếm 1 triệu đô la rất khó luôn. Nhưng nếu như anh chị đầu tư thì kiếm 1 triệu đô la để có 1 triệu đô la đầu tiên, nó cực kỳ dễ nếu anh chị đầu tư đúng nhé. Bởi vì 1 triệu đô la đầu tiên là 1 cái triệu đô rất khó kiếm. Nhưng nếu khi anh chị đã đạt được 1 triệu đô la đầu tiên rồi thì những triệu đô la tiếp theo nó đơn giản lắm anh chị, đơn giản lắm. Đó, nên là nếu như anh chị biết tới cơ hội đầu tư thì 1 triệu đô la nó quá là đơn giản đối với tất cả mọi người chúng ta luôn. Anh Dạ An, cảm ơn em nhiều lắm. Chúc vui năm mới thành công viên mãn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Có thể chúng ta sẽ kết thúc nhé. Vì hôm nay Vương Nguyễn cũng chỉ muốn lên giao lưu và gửi lời chúc mừng tới anh chị là chủ yếu thôi. Còn những cái thông tin chuyên sâu về công việc rồi là về tất cả mọi thứ, tất tần tật mọi thứ, về đầu tư, về tư duy tài chính, về sử tài sản, về nắm giữ cổ phần hay là vân vân thì chúng ta sẽ gặp nhau thông qua những cái buổi livestream tiếp theo rồi anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ giao lưu chủ yếu là chúc nhau sức khỏe, chúc nhau năm mới thành công đúng không ạ? Và em Vui cũng sẽ xin phép được kết thúc cái buổi livestream chia sẻ tại đây. Và trước khi kết thúc thì cũng xin gửi lời chúc một lần nữa tới tất cả anh chị chúng ta. Xin gửi lời chúc một lần nữa tới tất cả chúng ta một năm 2024 thịnh vượng, một năm 2024 có thật nhiều sức khỏe, một năm 2024 bình an, một năm 2024 phát tài phát lộc, một năm 2024 sở thật nhiều tài sản, một năm 2024 chúng ta sẽ tìm kiếm và xây dựng cho mình những cái tài sản để một vài năm nữa chúng ta sẽ có sự thịnh vượng về tài chính và chúng ta sẽ có dòng tiền. Để khi chúng ta có dòng tiền rồi thì không phải chỉ đến Tết mới là Tết đâu, mà ngày nào của chúng ta cũng là Tết, đúng không anh chị? Và cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những cái buổi chia sẻ tiếp theo của Vui Nguyễn. Xin cảm ơn mọi người.